Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ cấp giấy đi đường cho các chuyến xe thiện nguyện để các đơn vị, tập thể, cá nhân có thể cùng chung tay vào công tác an sinh xã hội của thành phố, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các điểm phòng chống dịch COVID-19, khu cách ly, điểm phong tỏa, nơi khó khăn trên địa bàn. Quy trình cụ thể, người có nhu cầu sẽ gọi điện thoại trực tiếp đến cán bộ tiếp nhận thông tin để đăng ký trong không thời gian buổi sáng từ 8 đến 11 giờ hoặc buổi chiều từ 14 đến 18 giờ. Khi đáp ứng đủ các điều kiện, Cán bộ tiếp nhận tham mưu trình ký giấy đi đường và thông tin đến người có nhu cầu biết để nhận tại cơ quan Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian cấp giấy đi đường được thực hiện trong vòng 4 giờ làm việc kể từ lúc người có nhu cầu hoàn thành các thủ tục theo quy định.